À làm này bố. Rồi. Chào các em, chúng ta giải vòng số 4 nguyên bích của khối lớp 9 ha. Bây giờ cái bài đầu tiên thầy giải ra 3 rồi. Cách giải nằm đây. Em giả sử các biểu thức có nghĩa, phân tích tử mẫu nhân tử rồi rút gọn nó ra căn x cộng 1 bằng 2 và từ đấy x bằng 3. Bài B, bài bên cạnh cái ứng máy tính là ra luôn ha, ra 10 luôn. Rồi tiếp theo, cái bài này chúng ta thực hiện rút gọn. Bốn x bình trừ cho 4 x cộng 1 rồi cộng cho x bình cộng cho 4 x cộng cho 4 ở mẫu thì bằng x bình cộng 1. Vậy cuối cùng nó sẽ bằng gì? 4 x bình cộng x bình là bằng 5 x bình trừ 4 x cộng 4 x là bằng là hết, trừ 4 x cộng 4 x là hết, 1 cộng 4 là bằng 5. Còn mẫu thì vẫn vậy thôi. Rồi em rút 5 ở trên tử ra, ở trong còn x bình cộng 1, rút gọn với mẫu luôn là bằng 5. Cái này bằng 5 ha. Số đo của các góc trong tam giác đều quá dễ dàng ha. 60 thôi. Rồi giá trị biểu thức sau đây. Cái này kem dùng máy tính luôn. Cho đỡ mệt. Hồi thầy sẽ hướng dẫn cách giải bằng toán tự luận luôn. Phân số alpha x cộng cho căn alpha x bình trừ 1 ha. Nhảy xuống mẫu 2 rồi cộng cho căn của phân số alpha x trừ cho căn của alpha x bình trừ 1 ở dưới là 2 rồi ứng tính nhập x bằng 8. Kết quả bằng 3 kìa. Bằng 3. Nhưng mà thầy không khuyến khích các em bấm máy đâu các em nhé. Bấm máy riết là khả năng của mình nó thua chột luôn á. À. Bài tiếp theo. Còn dư thời gian thầy sẽ trở lại thầy giải mấy bài này theo kiểu toán tự luận ha. Rồi giá trị lớn nhất của cái này ta ứng máy tính bỏ túi luôn. Rồi giá trị lớn nhất là bằng 5 đây. 5. Bài này chúng ta có thể giải theo toán tự luận như sau. Là sắp xếp lại trừ x bình trừ cho 2x và cộng cho 4. Bây giờ các em sẽ biến thành là trừ x bình trừ 2x trừ 1 cộng 5 rồi nhóm 3 này lại rút dấu trừ ra ngoài. Rút dấu trừ ra ngoài, nhóm 3 nó lại thì sẽ ra là x bình cộng 2x cộng 1. Tới đây các em thấy quen chưa? Vậy nó sẽ bằng là trừ x cộng 1 tất cả bình cộng 5. Thì cái này nó sẽ lớn hơn bằng 5. À xin lỗi, nhỏ hơn bằng 5. Đạt được lúc x bằng trừ 1. Nghiệm của phương trình này là x bằng trừ 4
x cộng 4, tất cả bình bằng 0, x sẽ bằng trừ 4 thôi. Còn bên này, để giải phương trình này các em nhớ lại kiến thức ở lớp 8 ha. Ta khóa dấu giá trị tuyệt đối này ra để mà giải. Trường hợp 1, trường hợp 1 là 2x cộng 5 không âm, 2x cộng 5 nó không âm, thì lúc đó x phải lớn hơn hoặc bằng trừ 2x5, thì ta sẽ có phương trình sau đây. Cái này phá ra là bằng chính nó, x bình cộng cho 3x trừ 1 đó, rồi giải này thôi, ta sẽ suy ra là x bình cộng x trừ cho 6 bằng 0. Bài này các em có thể dùng máy tính giải luôn. Các em sẽ giải ra x bằng 2 và một cái x bằng trừ 3. Trường hợp 2 là 2x cộng 5 là âm, 2x cộng 5 âm, đúng không? X sẽ nhỏ hơn trừ 2x5, thì cái trị đối này phá ra sẽ thành trừ 2x trừ 5 và bằng x bình cộng 3x trừ 1. Bây giờ ta có phương trình là x bình cộng 5x và cộng cho 4 0. Phương trình này cũng có nghiệm các em, phương trình này cũng có nghiệm mà, coi mình có sai chỗ nào không. Trừ 2x trừ 5, x bình cộng 3x trừ 1, rồi x bình chuyển vế, trừ 2x qua là thành 5x, đúng rồi, trừ 5 qua là thành 5, 5 trừ 1 là 4. Phương trình này cũng có nghiệm các em ạ, x bằng trừ 1 và x bằng trừ 4 như vậy ta có thứ 3 nghiệm âm lực, x trừ 3, x trừ 1 và x trừ 4 luôn. Giờ biết lấy cái nào đây, thì mình thử lại, thử nha. Bây giờ 2x cộng 5 trị tuyệt đối là không âm rồi, như vậy vế phải cũng phải không âm các em. Thì các em ứng alpha x bình cộng 3x trừ 1, rồi ấn nút tính, nhập x bằng trừ 3 thì ra, thì nó ra âm. Thì ra âm nha, âm thì không thể bằng cái giá trị đối được, như vậy âm 3 là loại nè. Ấn can tiếp, em nhập x bằng trừ 1 thì cũng ra âm luôn, kết quả tính vế phải ra âm luôn, thì không thể bằng giá trị tuyệt đối được. Vậy thử trừ 4 chúng ta nhập x bằng trừ 4 thì lúc đó vế phải ra 3, vế phải ra 3 các em nhé. Thì thế đây là trừ 4 nhân 2 là trừ 8 cộng 5 là bằng trừ 3, giá trị đối của trừ 3 cũng bằng trừ 3. Vậy thử các em thử sau khi thử lại suy ra là x bằng trừ 4 là đáp án cuối cùng. Xong nhé. Căn 3006 thì ra 60. Rồi cái này các em thích tính thì tính hả? Thôi thì để đó cuối cùng mình chọn sau. Khai triển ra rút gọn tử mẫu thôi. Rồi 5 đi với 5, 5 đi với 5, 60 đi với 60, 3 đi với 3, trừ 4 đi với trừ 4. Vậy hai cái này sẽ đi với nhau. Cái này các em tự khai triển rút gọn nó cũng sẽ bằng 10 thôi. Rồi, ta đã hoàn thành bài thi đầu tiên.
Bài thi số 2, định lý trí tuệ. Để bấm máy luôn kìa. 1,5 x 50 x 3 rồi lấy căn ra 15. Ờ, bài này căn ha. Bài này các em cứ giả sử là các biểu thức xác định hết bình phương hai vế lên giải cho nó chắc, hồi thử lại xong. X bình cộng 4 sẽ bằng x cộng 2 tất cả bình. Rồi giải này, x bình cộng 4 sẽ bằng x bình cộng 4 và cộng cho 4. Tới đây các em giản lược x bình hai vế, giản lược 4 hai vế sẽ ra x bằng 0. Đáp án này đúng, thử lại thấy đúng. X sẽ bằng 9, câu hỏi quá dễ dàng. Rồi, cái này nếu lười em bấm máy tính luôn ha. 9 trừ 4 căn 5 trừ căn 5 nó sẽ bằng âm 2 nha. Còn biến đổi bằng tay thì chắc là các em nằm trong độ sinh giỏi thì các em thừa biết rồi ha. Các em sẽ đổi 9 trừ 4 căn 5 thành một cái bình phương thôi. Giá trị nhỏ nhất của cái này sẽ bằng gì? Đơn giản thôi. A sẽ bằng x bình cộng 6x cộng 9 trừ 9. Như vậy nó sẽ bằng là x cộng 3 tất cả bình trừ trừ 9. Thì cái này lớn hơn bằng trừ 9. Giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 9, đạt được lúc x bằng trừ 3 ha. Như vậy vẫn chưa có câu nào khó. Rút gọn nó sẽ ra là bằng âm 86 đây. Xin lỗi, âm 76 nha. Âm 76. Rồi, bài này có vẻ là ngộ ngộ. Thôi không sao. Căn x bình bằng 6 cộng 2x. Thôi các em cứ bình hai vế lên. Giả sử các biểu thức xác định hết và mình bình hai vế lên giải đâu. Vậy là x bình sẽ bằng 6 x 6 là 36 cộng cho 2 x 2 là 4, 4 x 6 24x. 24x rồi cộng cho 4x bình. Xong rồi mình thử lại sau kia. Vậy cuối cùng ta sẽ có là 3x bình. 3x bình cộng 24x cộng cho 36 không. Em chia hai vế cho 3 cho thầy. X bình cộng 8x cộng 12 không. Giải cái này chúng ta sẽ suy ra giải máy tính đi cho nó nhanh, hoặc là dùng phương trình tích. Ở lớp 8 học hết rồi. Một cái x bằng âm 2, một cái x bằng âm 6. Bây giờ mình thử lại là biết cái nào đúng cái nào sai liền. Trừ 2 cái em thế vô đây, thử lại. X bằng âm 2 thay vô đây là thành âm 4 cộng 6. 6 cộng âm 4 là thành 2. Vậy đúng á. X bằng âm 2 thì trên này thì đặt là sao đây ha. Thì sao nó sẽ tương đương với 2 bằng 2 là đúng kìa. Còn nếu x bằng trừ 6
thì sao nó sẽ tương đương với, thế độ bên trái là trừ 6 bình là 36, vậy căn của 36 cũng bằng 6. Còn bên phải là trừ 6 nhân 2 là trừ 12, là trừ 6. Sai. Cái này sai. Cái này đúng. Vậy ta chọn x bằng trừ 2 cái, x bằng trừ 2. Giá trị nhỏ nhất thì sẽ bằng 1 rồi, bình phương cộng 1 thì sẽ bằng 1. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 1, đạt được khi x bằng 3. Đấy. Rồi cái này là hàng đẳng thức số 3 này. À số 5 chứ. Đó là x trừ 3 tất cả mũ 3. Lập phương một hiệu. 13 trừ 3 là 10, 10 mũ 3 là bằng 1000. Tiếp tục. Cái này thì mình giải phương trình chứ ẩn nó mẫu thôi. Cái này kem giải theo kiểu lớp 8 thôi em, không có gì khó đâu. Để giải luôn ha. Quy đồng khử mẫu. Mẫu chung là 2 nhân x trừ 3 nhân x cộng 1. Vậy cái chỗ 2 x trừ 3 này là thiếu x cộng 1 này. Nhân lên tử là ta có x nhân x cộng 1. Rồi tới cái phương thức thứ nhì là mẫu là 2x cộng 1 thì thiếu x trừ 3. Vậy ta nhân x trừ 3 lên tử là x nhân x trừ 3. Còn bên này là mẫu là thiếu số 2 thôi, nhưng lên tử là thành 4. Ta đã quy đồng khử mẫu xong. Rồi. Em chuyển phương trình này về phương trình mới mà có vế phải bằng 0. Rồi rút x ra làm nguyên tử chung. Vậy ở trong sẽ còn x cộng 1 cộng x trừ 3 và trừ 4 bằng 0. Giải ta sẽ có x bằng 0. Và bên này là x nhân x. X cộng x là thành 2x. 1 trừ 3 là trừ 2. Trừ 2 trừ 4 là trừ 6. Nói tóm lại cuối cùng là x sẽ bằng 0. Hoặc là x sẽ bằng 3. Phải biết chọn cái nào đây. Nếu x bằng 3 là vi phạm điều kiện xác định cái đây. 3 trừ 3 là bằng 0, mẫu bằng 0 đâu có được, vậy x bằng 0 thôi. Chỉ có x bằng 0 thôi. Rồi, thỏa vực nguyên cung. AB phần CD là phải bằng 2 phần 1 mới đúng. Điều kiện để cái này xác định sẽ là cái này lớn hơn 0, x sẽ nhỏ hơn bằng 2015 phần 2016. Đây cái này bài toán quá cơ bản rồi. Một khu vườn hình chữ nhật dài gấp 3 lần rộng dài bằng 3 rộng, d bằng 3r, tăng chiều rộng 10 vậy d cộng 10, giảm chiều dài 5 vậy r tăng rộng 10 tức là r cộng 10, giảm dài 5 là dài trừ 5. Diện tích cũ là d nhân r, okay. Còn diện tích mới là d trừ 5 nhân cho r cộng 10. Dài cũ bằng 3 rộng cũ. Rộng mới là được cộng 10, dài mới là bị trừ 5. Diện tích cũ là bằng dài nhân rộng, còn diện tích mới là bằng dài mới nhân rộng mới nè. Và diện tích mới là sẽ tăng thêm so với diện tích cũ 450. Và này mình giải bài toán bằng cách lập phương trình thôi em. Cũng dễ mà. Giải bài toán bằng cách lập phương trình nha.
gọi chiều rộng, gọi chiều rộng cũ đi. Rộng cũ là x, suy ra dài cũ là gì? Dài cũ là 3x. Rộng mới là x cộng 10. Dài mới, dài mới là 3x trừ 5. Vậy thôi. Diện tích cũ, diện tích cũ là 3x nhân x, rộng cũ như nhà cũ là bằng 3x bình phương. Diện tích mới, diện tích mới là bằng x cộng 10 nhân 3x trừ 5. Vậy đó. Giờ ta sẽ có phương trình gì? Diện tích mới là hơn diện tích cũ là 450, tức là 3x trừ 5 nhân cho x cộng 10 là bằng diện tích cũ cộng thêm 450 nữa. Rồi em giải phương trình này ra theo kiến thức lớp 8 nha. Thầy không có giải nó đâu, mệt quá rồi. 3x trừ 5 x cộng 10 3x bình. Em khai triển ra đưa về phương trình bậc nhất để giải thôi. Cộng 450 ha. X sẽ bằng 20 các em. Như vậy rộng cũ là bằng 20. Người ta hỏi gì? Diện tích cũ, diện tích đầu á, là các em sẽ lấy 3 nhân x bình phương thôi, đúng không? Tức là bằng 3 nhân cho 20 bình phương. Diện tích lúc đầu là 3x bình phương mà x bằng 20. 3 nhân 20 bình 1200. Bài này sao thấy quen quen ta? Giải ở đâu rồi? Hình như giải ở cái bài thi trước các em. Em dở lại cho em coi nha. Hình như bình hai vế lên giải đó. Kết quả là x sẽ bằng trừ 1, sẽ bằng trừ 1 nha. Bình hai vế lên giải đó. Bình hai vế lên các em sẽ có phương trình là x bình bằng x bình cộng 4x cộng 4. Giản lược hai vế x bình phương đi là ta còn là 4x cộng 4 bằng 0, tức là x bằng trừ 1. Rồi bài này nãy giờ mình gặp mấy lần rồi ha. Các em giả sử các biểu thức xác định hết, các em bình hai vế lên cho thầy. Vế trái bình lên là bằng x cộng 5, còn vế phải bình lên là bằng 1 trừ 2x cộng cho x bình phương. Rồi các em cứ giải bình thường, sau đó mình thử lại kết quả xong. X bình này, trừ 3x này, x bình trừ 3x này, trừ 4 này, bằng 0. Giải cái này bằng máy tính bỏ túi. Hoặc là giải bằng phương trình tích nha. Các em ra x bằng 4 và x bằng trừ 1, x bằng 4 và x bằng 1. Các em phân tích phương tích á, nếu không biết dùng máy tính ha, thì các em sẽ phân tích là gì? X bình cộng x trừ 4x trừ 4 bằng 0. Rồi phân tích là nhân tử thôi. X này nhân x cộng 1 này, rồi trừ cho 4 này nhân x cộng 1 này bằng 0, đúng chưa? Rồi rút ra gì? X trừ 1, xin lỗi, x cộng 1 rồi nhân cho x trừ 4 thôi bằng 0. Vậy là một nghiệm bằng 4, một nghiệm bằng trừ 1.
Nhưng mà mình phải thử lại nha. Cái em lấy số 4, cái em thế vô vế phải đi. Là 1 trừ 4 là bằng âm 3 đó. Vậy vế phải là bằng số âm, còn vế trái là một cái căn. Căn thì làm sao mà ra âm được. Vậy cái này là loại nè, x bằng 4 là loại nè. Vậy còn x bằng trừ 1 thôi, mình thử lại nha. Trừ 1 cộng 5 là căn 4 là bằng 2. Còn 1 trừ cho trừ 1 là thành 1 cộng 1 cũng bằng 2. Vậy x sẽ bằng trừ 1 ha. Rồi à, ở cái nick thứ hai thầy sẽ giải hết tất cả những cái ô trên này luôn. Bây giờ thầy hoàn thành cái nick 1 cái đã. Rồi à, thầy sẽ tiếp tục giải nick thứ hai và nick thứ ba nữa. Các em tìm ở trong kênh của thầy và xem nha. Nó nằm cũng gần gần đó thôi. Rồi, tạm biệt các em.